Hi guys, đây là video thứ 6 nếu mà mình nhầm. Thì trong video này thì chúng ta sẽ tiếp tục optimize cái code test của chúng ta cho nó sáng sủa hơn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái test này nó đang có ba cái phần để verify. Thì về mặt nguyên tắc thì là một triết lý khi mà chúng ta viết cái test case ấy, thì một test case nó nên đảm nhiệm một cái phần sơ thôi, bởi vì nhiều thứ trong này quá thì nó sẽ khó để xác định được mục đích của cái test đấy là cái gì. Thì giả sử như ba cái test này là ba cái test khác, ba cái sơ khác nhau ha. Thì ví dụ như nó bị fail ở đây, nó bị fail ở đây thì cái đằng sau này nó sẽ không được chạy nữa. Đây mình sẽ chạy cho các bạn này. Đó, nó fail rồi nên là nó sẽ dừng lại, nó tìm cái element kia, nó hơi có lâu một chút. Thì khi mà chúng ta xem lại cái phần report thì chúng ta thấy là cái cây nó bị fail và nó sẽ không chạy tiếp, nó chỉ chạy đến dòng 12 thôi, đúng không? Còn dòng 13 nó không chạy. Thì làm sao mà để nó chạy được hết? Thì một là mình sẽ dùng cái short assert thì nó vẫn bỏ qua cái fail đấy, nó chạy tiếp cái dưới đây. Thì chúng ta sẽ chạy lại một lần nữa này, và nó vẫn fail. Tuy nhiên thì cái assert tiếp theo nó vẫn chạy. Thì mình sẽ mở lại cái report đây, cái này nó vẫn fail. Tuy nhiên thì nó vẫn kiểm tra cái assert ở dòng thứ 13. Tuy nhiên thì như mình nói ban đầu, một cái test chúng ta không nên để quá nhiều vào đây. Thì ví dụ như một trong cái này nó fail thôi là nó sẽ ảnh hưởng chung đến cái test này của chúng ta. Một cái test nó quá là general thì cũng rất là khó xác định được cái bug đấy là cái bug gì, thì chúng ta sẽ phải tách nó ra. Thì ở đây chúng ta sẽ nhờ cái con AI này nó tách bớt, thì mình sẽ nói nó là help me break down small test. Inside the test scale nó nói cái gì nhiều quá trời vậy. I want to separate this test to small. Nó còn phân tích luôn nữa chứ. Đó, thì đây nó đã tách nhỏ hết tất cả các test này ra rồi. Thì mình copy qua đây. Mình thấy ở đây nó có một cái gọi là navigator. Nó cũng dùng before. Before, test before cho mỗi lần chạy. Rồi, cái này thì không cần thiết. Không có gì hết. À, đây là một cái hành vi là add nhưng mà nó lại không có phần verify, nó không có đúng, nó không có đúng, cái này không có đúng lắm. Use hook to group the test. Ừ. Thì mình nhìn qua là thấy cái thằng này là một cái test nhưng mà không có phần, nó không có liên quan gì đến những thằng này lắm. Before là navigator,
Before navigate cũng được, mình qua thì cũng được. Ok, giờ thì mình có thấy là nó đã tách riêng ra từng cái một rồi, một là cái check display, cái check box này, một cái là check cái display text. Đây nó cũng đặt lại tên test này luôn, cái này thì mình không cần nữa. À có. Cái này không nên là cái test mà cái này là nên là cái hook. Nó đặt như thế này thì hơi dở rồi. Thì mình sẽ add thêm một cái decouple đây. To do input. Rồi thì trong này mình cũng sẽ cho một cái test before it. Thì mình cho thằng này vào đây nó sẽ hợp lý hơn. Mình bỏ nó đi. Rồi sau đó thì chạy lần lượt từng cái test này. Clean lại cái format này. Ok, đấy thì nó sẽ rõ ràng hơn, nhìn nó rõ ràng hơn. Thì mình thử chạy thử xem. Rồi broke một success 2 đó là cái mình muốn, thì nó sẽ chỉ hiển thị ra cái phần lỗi sai này thôi. Cái test của chúng ta chia nhỏ ra thì chúng ta sẽ đó hai cái pass một cái fail là display new to do item in the list hello world đó. Thì đây là cái cách để chúng ta có thể tổ chức cái code của chúng ta nó tốt hơn.